nhận bóng, quay lưng bảo vệ bóng. Ây cha, suýt té. Đường chuyền sau kim hay quá. Một chạm cho anh Lâm Rô Béo. Xoay người, dứt điểm. Chân trái chân phải. Hao sơi tích qua bên phải. La Correta pass cho Tuấn Cô. Tung skill phá tay đội bạn. Quan sát thấy cục 2 của đội bạn đang rất chống chạy. Tôi là Thi Freestyle. Hello anh em, nay lại có trận banh cùng với anh em đội Sipin and Pizza FC tại sân Vạn Xuân, huyện Tân Bình. Trời có mưa lâm râm nhẹ, nhưng chắc lát cũng hết thôi, không mưa lớn lắm đâu. Và cuộc xem hôm nay có những ai nhé. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Wow, trên chân bao bao 16 rồi TF luôn. Số 4, Hồ Anh Thảo. Trời, mặt lết dinh luôn kìa trời. Đây là Dương Hoàng, trên chân đội Nike xanh lá. Số 10, anh Lâm Rô Béo, tên thật là Vũ Văn Lâm, anh của Vũ Văn Thành. Số 7, chủ tịch Tipping and Pizza, Nghiêm Xuân Quyết. Aha, và đây là Tuấn Cô với chiếc chân trái siêu lực. Tình hình là chưa có thủ môn nên Quỳnh Phương sẽ xuống bắt gôn. Đeo găng tay vô ra dán thủ môn ghê. Đội đối thủ là đội quen nha, Music Fan FC. Này là đồ chơi của tôi, đồ chơi mới, đeo vô cho đẹp. Ok không anh em, tác đội vô. Tình hình là mưa bão quá nên mang sandal đi lên sân. Giờ mới ngồi xỏ vớ với xỏ giày nè. À quên, anh em nào quan tâm cái vớ giống như mình thì link có sẵn trong phần mô tả. Hôm nay mình mang Vovo 14 Pro TF màu xanh dương. Mẫu này giờ hết hàng rồi nha, chỉ còn 15 với 16 giống anh Trung đang mang thôi. Clip sau thì sẽ có review Vovo 16 Pro TF nhé. Đang ngồi cục giày thì Tuấn Cô hỏi chế banh của mình ở ngoài cabin. Thôi nói được không? Bay biểu diễn mà. Câu chuyện là chế banh của sân nó bị vô nước, chai nhiều cục đá nên mới hỏi chế banh biểu diễn của mình. Tiếc là đó là banh biểu diễn nên không lấy cho hai đội đá được, đành phải đá chế banh của sân vậy. Đỡ một cái đau hết cả chân. Hay da. Chế hướng đi về, ép đối thủ đi lên. Ây da, suýt tí mất 30k. Dễ tay không, dễ tay không, hay. Hồ Anh Thảo có nickname là Tẹp Lách. Lướt lên, cắt đường chuyền phạt góc. Ây da, chạm trái banh đó xong, hơi đau cái cổ chân. Ây da, hơi đau. Đội bạn biết Quỳnh Phương không phải là thủ môn nên rất là chăm suýt xa. Chệt góc A. Ok ok. Tôi quéo sang bên trái hoặc thả giữa đều được. Lâm Rô Béo. Hay. Skill vừa rồi anh em vừa xem là V-Move. À. Quan sát nhìn đáy biên một cái, không có ai cả. Bữa nào anh trả về có anh. Tổng Thảo. Ở đây đi Quang. Phản công cho Stephen FC. Anh Lâm Rô Béo làm tường hay, dứt điểm. Ô, chào ơi. Và ném bóng phản công của cầu thủ Music Fan. Chết tôi rồi. Tất cả trông cậy vào Quỳnh Phương. À, ok em sao? Racing. Một chạm. Một chạm đi. Bây giờ là Tuấn Cô, đưa bóng về chân trái, dứt điểm. Tuấn đã bị thủ môn bay người cản phá. Nhận bóng, quay lưng bảo vệ bóng. Ây cha, suýt té. Phạt góc cho cầu thủ áo đỏ. Pha đá bóng của thủ môn Quỳnh Phương. Bình thường đá bên trái, xoay một hồi qua tới bên phải luôn. Hay, có anh. Cú đá chệch cục dọc của Nguyễn Văn Trung. Và giờ thì anh ấy đã rời sân và thay là Kim Hải Phương. Làm sớm. Làm sớm. Tổ Phương. Thắp xương ngon. Nhận bóng và quan sát thấy anh Lâm đang giật về, bổ mặt liền. Một chạm hay. Chân trái ơi chim, giác lại, giác. Tiếng hai kìa, hoàng kìa. Đường chuyền cho anh Lâm Rô Béo. Hoàng kìa. Ô là là, còn luôn. Bravo nè. Chân trái dứt em. Tuấn Cô. Thả qua cho Tuấn Cô dứt điểm chân trái được nè. Quang. Tuấn. Hay. Tuấn ơi. Cùng xem lại nào. Cú đá quá xịn từ kèo trái đang là nhân viên của Exim Bank chi nhánh quận 1. Anh em thấy hay thì like cho bàn thắng vừa rồi nha.
Cột 2 không có đối thủ nên canh me được chuyển về thôi. Bước ra Thảo. Cú đá thẳng của đội bạn. Trời ơi. Ok. Người em trung vệ Quỳnh Phương đã cố gắng làm hết sức. Lúc này thì mình đã sang bên phải. Dương Hoàng đập nhã với Lâm Rô Béo. Hay. Trời. Chết góc A trong gang tấc. Lóc người nè. Trời mưa bóng trơn nên hạn chế xài gầm, toàn là xài lòng thôi. Đi chim. Chim trái. Hay. Trời ơi. Tiếp tục một cú đá chệch góc A. Canh me được chuyền về. Đã biên cho bên team mình. Tấn công luôn. Đường chuyền sau kim hay quá. Một chạm cho anh Lâm Rô Béo. Xoay người. Dứt điểm chân phải. Ngay góc. Hay Lâm ơi. Xem lại nè. Quan sát sau lưng. Có khoảng trống nên mình di chuyển liền. Đồng đội cũng rất hiểu ý mình nha. Khúc này đá một chạm thì mới có hướng chuyền. Chứ đá trễ một xíu là khả năng bị đối phương che mất. Anh Lâm Rô Béo dù nặng 110kg nhưng xử lý rất khéo léo. Kể anh. Hai đều. Tôi. Một cú đá thẳng vào con môn. Tốt Phương. Ok. Thêm một cú đá nữa. Mặc dù không phải là thủ môn nhưng đá kiểu này làm sao hạ được Quỳnh Phương đây. Lên. Anh Lâm đang đứng trước mặt nhưng mình quyết định chọc cái khe này nè. Trời ơi. Một bọc chim, theo đi chim. Thêm một cú xuất xa nữa. Tổng Phương. Cản phá Slido. Aha, GK của đội đây rồi. Hello em tên gì ta quên rồi. Tuấn hả? Chào Tuấn. Phạt góc cho đội bạn. Hãy Tuấn, đi luôn em. Hạ anh một á. Phản công. Chim nè anh Lâm. Ây da, điều chuyền ngang đã bị Tuấn Anh cắt mất. Nhận đòn hồi mã thương. Chim ở giữa chơi đó chim. Nguy hiểm quá, đường chuyền cột 2. Tổng gôn. Bắt bài đường thả đáy thành công. Phản công ở hành lang cánh trái. Tàu chim, rồi đi. Bây giờ chuyền là mới ok nè. Bình tĩnh giữ bóng lại và quan sát. Thả giữa cho anh Lâm Rô Béo. Một chạm xuống đáy. Đã bị cặp mất. Nãy giờ chạy lên chạy về muốn xỉu luôn. Xuất xa. Tập tôi ơi. Cú đá rất mạnh nhưng ngay vị trí của thủ môn. Rồi bỏ, giữa con. Đỡ bên. Tiếp, không theo tiếp. Chân trái chân phải. Ê tức. Tháo. Từ tháo. Ê. Rồi làm sao, che bi gây bơ chứ. Quan sát thấy cục 2 có đội bạn đang rất chống chạy. Pha này mà không cắt thì số 15 cũng lụm thôi. À da. Không cứu kịp. Pha này slide thì may ra cứu được. Nhưng mà đối đá của mình đó giờ thì không có chùi. Và cũng không có tập luôn. Nên cũng không có dám làm. Rướng hết cỡ cũng chỉ tới đây. Một chạm. Outside tích qua bên phải. La Coretta pass cho Tuấn Cô. Một cú đá chìm. Sao Tuấn? Che hướng chuyền xuống biên. Ô là la, đội bạn phối hợp pha này hay quá. Cú chích mũi cuối cùng đã nằm gọn trong tay thủ môn. Theo trao đổi ngắn gọn giữa mình với Tuấn Cô, mình sẽ thả quả bóng mở về phía chân trái để em ấy dứt điểm. Cùng xem pha này sẽ như thế nào nha. Chua. Chết cột dọc. Tốt tôi ơi. Ok rồi. Hãy. Trời ơi chim ơi. Ủa alo, chuẩn bị đâu rồi? Đuôi về phòng ngữ thôi. Rồi làm sao? Lấy top luôn. Đi được, đi được Phương. Biên rồi. Rồi đủ chim. Chim theo. Ok. Xong rồi, đủ. Chân phải nè. Che hướng vô giữa. Rồi. Đi chim. Ok em. Đi Nhật. Hay. Nhật. Đi được Nhật. Ở đây anh nè. Đường chuyền cột 2 của Thanh Nhật. Khó Nhật. Trời ơi phập tới đâu. Ủa. Xuống sát đáy rồi, không xuống được đâu. Áp sát liền. Tung skill khóa tay được bạn. Ủa.
Ôi sao đây vậy này? Xếp rào xong, hai rào. Đứng trước bóng là Tuấn Anh, thuận chân phải, khả năng sút là cao. Đúng là sút thiệt anh em ơi. Kết thúc hiệp 1, bị gạt một trái. Trời ơi, đá nguyên hiệp 1 luôn. Quá mệt. Nha Diêu đồ chơi mới cũng hơi chưa quen lắm. Đầu qua gôn thua hai trái, ủ quá. Sao? Hiệp 2 bắt đầu, mình đã full hiệp 1 rồi nên khả năng hiệp 2 là nghỉ luôn, không đá nổi nữa. Chim Hải Phương đã qua hành lang cánh phải, đá nghịch dần. Thành Nhất dứt điểm. Đó, một trái nè. Thêm một cú đá nữa của Tuấn Cô. Trời ơi, xui rồi, quên cúng rồi. Ôi là, một pha phối hợp tốt của cao thủ áo đỏ. Dứt điểm. Pha cản phá tốt của trung vệ Bình Phương. Trở về tiếng 2. Đầu hiệp 2, anh Lâm Rô Béo đã trở lại với hàng công. Thành Nhật 2K. Giữ ngoan. Nhập giữ quả. Chân trái. Một cú đá rất mạnh. Thêm một pha cản phá nữa của Quỳnh Phương, lần này là bằng đầu. Hay quá Phương ơi. Bóng đã đến chân Tuấn Cô. Hồi nãy là góc A, bây giờ là cột dọc, tiếc quá xa tiệt. Chưa hết đâu, còn nữa, xem tiếp pha này đi nè. Lại là góc A, lần này là bên trái. Tình huống đá phạt góc của cầu thủ Sipin. Thành Nhật. Hay lắm ơi. Cú đúp cho anh Lâm Rô Béo, ba đều. Bóng ở đâu tới chân tôi. Pha này ông Thành Nhật nhảy né nè. Ai dè, trúng đùi, thành đường truyền cho anh Lâm luôn. Vô tình lụm bí kíp. Anh em đang xem có ai giống Thành Nhật không? Comment cái nha. Dài, good. Ok, hay quá. Wow, wow, wow. Pha giật gót rất điệu nghệ của Tuấn Cô. Một chạm hay. Trời ơi, thủ môn đội bạn đã ra rất kịp thời. Bóng lại thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Stephen. Một trái. Siêu phẩm của Tuấn Cô. 4-3, 4-3. Mặc dù là rất xa, gần nửa sân, nhưng mà để khoảng trống cho Tuấn Cô sút kiểu này thì chịu rồi. Thủ môn bay hết cỡ cũng không đỡ được. Không đổi, còn cấm nha. Xôi, giật gót hay quá. Phúc CD. Tổng gôn. Hay. Bự quá mà. Hơi hở tí. Trời ơi. Cú đá chân trái của Minh Thơ. Quá đông cá hậu vệ của Stephen FC. Qua đầu á. Cộng 2 đâu rồi? Lâm lên. Tiếng 2. Trời ơi. Ok, hay. Một chạm. Anh em ban bật ghê quá. Cơ hội đối diện thứ 4. Bàn thắng thứ 3 của Tuấn Cô trong trận này. Gác hai bành. Lại là Tuấn Cô. Đường truyền tốt của Thành Nhật. Góc này hẹp lắm. Thả ngang cho cử chân trái của Tuấn Cô là y bài rồi. Anh em thấy hay thì like cả nha. Hiệp 2 đội bạn thay nhiều cầu thủ không phải là chủ chốt vào sân, nên anh em Sipin dễ dàng kiểm soát thế trận và liên tiếp có bàn thắng. Chỉ có mỗi Tuấn Anh đang dẫn bóng ở đây, cày ải từ đầu trận đến giờ cũng đuối rồi. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cùng đôi ba bao 16 đã trở lại trong hiệp 2. Cơ hội cho anh Trung. Trời ơi anh Trung ơi. Ủ quá. Trời ơi, đỡ hụt luôn. Nhưng vẫn còn. Flip lap qua hai cầu thủ luôn. Dứt điểm góc gần. 6-3, có vẻ là an bài rồi. Anh Nhật ơi. Pha xử lý rất kỹ thuật của Thành Nhật 2K. Xem lại cái nào, anh em có hay xài skill này không? Comment cả nhà. Anh Trung ơi,
Dàn dự bị đã rất nóng lòng được vào sân. Và đây là Chung Cấp Phi của Sài Gòn Tếu. Ủa Chung Cấp Phi có mái tóc giống tóc tôi ấy vậy? Và điều ống tốc độ của Tuấn Cô. Chân trái. Ủa Tuấn ơi. Wow, skill electrical của Phúc City. Quả hay luôn em ơi. Số 7, Chủ tịch Xuân Quyết đã có mặt trên sân. Dạ, mái tóc mới dưới ta. Ghiền quá nên cuối trận cũng xin vô ké xíu. Pha phạm lỗi của Minh Quang. Lỗi. Không phải là một cú dứt điểm mà là đường chuyền ngang. Bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn Hoàng Onana. Rồi đẩy đi Mai. Chạy đi Mai. Ăn chung. Trời. Thầy chú ơi. Replay. Pha này mà dứt điểm ra hai góc là treo cổ Hoàng Anh rồi. May quá đá vô giữa. Thủ môn đội bạn đã lên rất cao để tranh chấp với bé Mai, tạo cơ hội cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung ghi bàn khung thành trọng. Đường chuyền lỗi của đội bạn một chạm lên luôn. Cơ hội đối diện thủ môn của bé Mai dứt điểm không vào. Chung Cấp Phi tổ hài từ Sài Gòn Tếu đến sân banh luôn. Cú sút hay là đường chuyền cột hai. Bóng đã nằm gọn trong tay Hoàng Anh Onana. Phát bóng thẳng lên cao. Bóng nảy đất một cái. Vô lê. Vô lê luôn. Ok, hay quá. Hay quá Mai ơi. Xem lại cái nào. Tôi thì miễn bình luận pha này. Còn anh em bình luận thế nào? Cùng nhau comment bàn luận cái đề. Trời. Chạy biên. Cú dứt điểm từ gần giữa sân của Tuấn Anh. Okay. Ngay sà ngang. Còn qua kia luôn. Hay Hoàng Anh ơi. Hết giờ luôn. Trời lâu quá rồi em chứ. Lâu quá. Còn anh. Hey Trung ơi. Đây. Đây quá. Em ơi. Dạ. Cô đá với Khánh đâu chị đá gọi là trời thôi. Trời Thảo ơi. Hay. Hay quá Tuấn ơi. Cứu cánh đây rồi. Được. Anh đòi làm content đó, làm content đi. Được, đó, quay được. Tại vì bạn content Tuấn Thi mà dễ hả? Kết thúc trận đấu với chiến thắng cho Sipin and Pizza FC, làm kiểu ảnh kỷ niệm cái. Và như thường lệ anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh đón chờ clip mình trong thời gian tới. Mình là Phạm Thi, xin chào gặp lại. Bye bye.